Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi tối hôm nay thì em làm chiếc vang số CISO OS510 của một chị em gửi đến căn chỉnh. Và em là cái người mà bán rất nhiều vang số CISO, nhưng mà các bác anh em thì lại rất hay gửi vang số CISO đến cho em căn chỉnh. Lý do tại sao? Người bán hàng chỉ giới thiệu quảng cáo là nó hay. Còn em là cái người vừa bán vừa làm, vừa bán vừa làm. Cho nên nó có sự khác biệt. Nó có sự khác biệt đối với người bán hàng. Các bác thấy rằng là CISO, rất nhiều đời CISO, em thường xuyên được các bác anh em các tỉnh thành gửi đến căn chỉnh, bởi vì các bác anh em chỉ nghe người bán hàng nói là hay, nói là chip nọ chip kia, đời nọ đời kia. Thế nhưng mà đối với em là cái người bán rất nhiều vang số CISO, rất nhiều, từ loại bình dân cho đến loại cao cấp của CISO, nhưng lại rất hay nhận được vang số CISO của bác anh em gửi đến căn chỉnh. Lý do tại sao? Bởi vì là giữa cái việc bán hàng và cái việc mà vừa bán vừa làm nó khác. Bán hàng thì có tiền, có vốn, có mối nhập về để bán. Thế còn cái vấn đề mà làm và bán thì nó lại khác nhau ở cái chỗ là phải nghiên cứu cho các bác anh em. Nghiên cứu cho các bác anh em. Chứ còn đây là các bác thấy được rằng một vấn đề như thế này. Đây là một chiếc em Nam Định. Cách đây mấy ngày thì có đặt em thêm một chiếc vang số CISO Q600T. Trước đấy thì là chú ấy có dùng một chiếc vang số T3 và lại tiếp tục đặt em một chiếc vang số CISO Q600T, và em cũng đã chia sẻ với ba anh em cách đây mấy ngày. Và chú này có nhận được chiếc vang số mà em đã bán cho chú này, tức là CISO Q600T. Và chú này rất hài lòng với chất âm mà em đã làm ở trên cái dòng CISO. CISO thì có rất lâu đời rồi, từ những cái đời như là 580 hay là 560. 560, 580 cho đến các đời về sau này là rất là hay. Thế nhưng mà để làm được chất âm ở trên vang số CISO thì có lẽ rằng là phải trải qua một cái sự nghiên cứu, trải qua một thời gian và có sự nghiên cứu thì mới làm được chất âm ở trên CISO nó hay như vậy. Chứ không phải là như vậy là cái giam, cái tích chip, cái tụ, cái nguồn. Em chẳng bao giờ em phải mở ruột gan hay là giới thiệu các bác anh em về cái giam, cái chip, cái tụ, cái nguồn. Bởi vì cái CISO này ấy, nếu các bác mà chỉ có nhìn vào cái vỉ mạch của CISO thì chắc các bác anh em tin tưởng ở chiếc vang này chắc làm đơn giản này không hay. Đơn giản không hay, nhưng đây là công nghệ. Đây là công nghệ của nhà sản xuất và bí quyết của người làm. Chứ không phải là như vậy là cái việc mà nhiều linh kiện hay linh kiện thế nọ thế kia mà nó đã hay. Đây là một chú em, là khách của em, khách quen đấy. Ở Nam Định thì cũng là đồng hương của em đấy, Nam Định là đồng hương. Đây là khách quen này. Và cái đối với người làm vang số mà nhất là làm tại nhà tại chỗ, làm tại chỗ mà đạt được một hiệu suất như thế này thì liệu các bác có tin không? Liệu anh em bán hàng có tin không? Có tin là như vậy một người mà ngồi tại chỗ hàng ngày ngồi căn chỉnh vang số cho các anh em mà được một cái chất lượng như này, được một cái sự phản hồi như thế này, được một sự phản hồi như này, liệu các bác và anh em có tin không? Chắc là ít người tin. Ít người tin rằng là một người ngồi tại chỗ mà làm được cho các anh em như thế này. Đây là một cái minh chứng. Ngày nào em có tin nhắn của anh em ở các tỉnh thành gửi đến báo cáo về cái chất lượng mà em làm ở trên vang số. Thì đây là chiếc vang số của chị em gửi đến. Nói đến dòng CISO thì linh kiện thì ít, nhưng mà cái hiệu quả của chiếc CISO thì nó rất là tốt. Nó rất tốt. Và đôi khi ấy, là làm effect chưa tốt. Đây là công trình số 1 này. Làm effect chưa tốt ấy, thì tăng effect nhiều, tăng rất là nhiều cái nhưng mà vẫn không sử dụng được. Thì đấy là một cái mà trong cái quá trình mà căn chỉnh vang số em cảm nhận được rằng cái effect nó là sẽ quyết định chứ không phải cái giải quay dơ. Em ngồi tại nhà tại chỗ mà làm cho các anh em khá hay như vậy, tất cả các loại vang số khá hay như vậy là vấn đề nghiên cứu kỹ về effect chứ không phải cái giải quay dơ. Nhiều khi thợ đến nhà vác máy móc đến đo đạc đáp tuyến nọ kia. Thế nhưng mà cái thời gian thì không có. Hiểu chức năng ở trên một chiếc vang số thì chưa đầy đủ. Trên dòng CISO này các bác biết là phải làm bao nhiêu mục không? Bản thân cái dòng đời mới này ấy, nghe ngay cái vấn đề effect tổng này nó cũng là một cái vấn đề phức tạp rồi. Effect tổng này có 3 mục, nó là phức tạp rồi. Chế độ noise gate, rồi cái echo revert đầu vào, giải quay dơ của cái phần echo revert. Thế rồi chế độ fantone, rồi chế độ location, rất là nhiều phần, nhiều mục như thế này. Nếu như mà chúng ta không hiểu hết chức năng ở trên một chiếc vang số cũng như là cái việc thẩm âm trên một chiếc vang số thì làm sao mà như vậy là có một chất âm hay.
kể cả là chế độ compressor này như thế này. Chế độ compressor này nếu như chúng ta làm thì chất âm nó mới sáng sạch tự nhiên được. Sáng sạch tự nhiên, đôi khi cái effect nhiều nhưng chúng ta làm cái compressor này nó làm cho cái phần effect ấy là nó đỡ bị EA, nó tròn gọn hơn về cái phần effect. Nếu làm compressor thì nó tròn gọn hơn ở phần effect. Về âm sắc thì nó sạch sẽ hơn kể cả phần nhạc, phần mic. Phần nhạc, phần mic nếu chúng ta làm compressor thì nó cũng sạch sẽ hơn, rõ ràng sạch sẽ hơn. Thì với một chiếc vang số như thế này thì em nghĩ rằng là không có bộ dàn nào sử dụng được. Chẳng có bộ dàn nào sử dụng được. Bỏ ra 3-4 triệu mua một chiếc vang số về ghép với lại những cái bộ dàn loa mấy chục triệu, đẩy mười mấy triệu, mic cũng 4-5 triệu nhưng mà khó dùng. 1-1-2-2-3-4-5-6 Bởi vì effect không sạch. Làm effect không sạch thì có tăng kiểu gì, giảm kiểu gì nó cũng không được. Kể cả là đối với em làm cái giải quay dơ này về chế độ reset này vẫn có một chất âm sạch sẽ. Còn bây giờ đây là cấu hình số 1 này, effect nó rào rào như thế này, nó không sạch sẽ, không rõ nét như thế này thì làm sao mà hát được. 1-1-2-6 nó rào rào này làm sao hát được. Bây giờ cấu hình số 2 này, cấu hình số 2 1-1-2-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1-1-7-7-2-3-5-6-1-1-2-6-1-1-2-6-9. Effect nhiều, EA dề dà, câu nọ đè câu kia, làm sao hát được. Rơi vào một cái bộ dàn chất lượng loa đẩy không tốt, mic không tốt, không gian vang dội thì làm sao hát được. 1-1-1-2-2-3-3-4-4-5-6-7-7-8-9-10-1-1-7-7-7-2-2-3-5-6-9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 
Nó thiếu đi cái độ nhuyễn, độ sáng, độ sạch. Thì tăng ép phích nhiều thì câu nọ đẻ câu kia, nó không rõ nét. Còn bây giờ các bác sẽ thấy được như thế này, là một cái chế độ mà em làm sơ sơ thôi. Còn để làm hoàn chỉnh thì sẽ làm 4 chế độ ở trên chiếc vang số này. Và khi nhận lại chắc chắn chú em này sẽ khá hài lòng với chiếc âm mà em đã làm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rõ ràng là các bác thấy rằng là một chất âm của giải trầm, giải thấp, nó mềm mại, giải trung, nó ngọt, nó êm, nó ngọt. Và giải cao, nó có độ nhuyễn, sáng, sáng nhuyễn. 1, 2, 1, 2. Nó phải là đúng cái chất giọng của mình. Khi em alo trên mic không cần phải hát, nhưng em đã cảm nhận được rằng nó đấy là cái chất giọng của mình. Chất giọng của mình, và hàng ngày mình alo trên mic, rồi các anh em nhận những chiếc vang số của em căn chỉnh và có những phản hồi như là chú em nắm định chẳng hạn, thì đấy là một cái alo mà có thể đánh giá được về cái phần căn chỉnh của mình, còn chưa cần phải hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Em vừa là thử để cho chú em này chú nghe được cái chất âm em làm, cũng như là giới thiệu các anh em là có nhiều vang số CISO, có nhiều vang số CISO để phục vụ các bác và anh em. Nhưng đôi khi các bác anh em ấy, mua thì các bác anh em thì sợ là đắt rẻ 50, 100, mua ở các cái đơn vị mà như vậy là làm không tốt, thì rõ ràng rằng các bác sẽ vất vả hơn, vất vả hơn khi mà sử dụng một chiếc vang số mấy triệu mà cũng bực mình, chất âm nó chẳng ra gì. Còn phần nhạc em chưa test đâu, phần nhạc đây, xem phần nhạc xem nào. Phần nhạc chưa test đâu, đây phần nhạc đây, cấu hình cũ đây, phần nhạc đây. Cho nên cái chuyện hơn kém nhau ấy là cái sự hài lòng ưng ý ngay từ ban đầu rồi. Mở nhạc lên nghe đã cảm thấy vừa tai, alo một hai câu nghe thấy nó cũng vào tai thì các bác anh em cảm thấy là có hứng thú. Còn bây giờ nhận một chiếc vang số, mở nhạc lên đã nghe thấy nó chối tai rồi, khi thử mic ấy thì như vậy là cảm thấy nó khó vào tai rồi, nó lạc lõng, nó không đúng với lại cái chất âm của mình, cái giọng nói của mình, thì rõ ràng là nó sẽ lạc lõng rồi. Thì đây là một cái mà em muốn chia sẻ với các anh em là cái dòng vang số CISO là rất hay, nhưng chẳng qua là bây giờ chúng ta căn chỉnh thế nào để mà có một chất âm mà nó hay, gọi là hay thì nó khó, nhưng gọi là khá hay để mà chúng ta dùng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke một cách mà nó thoải mái.